Xin chào cô chú và anh chị em. Hôm nay trời đẹp và hoa anh đào bắt đầu nở ở miền Bắc của nước Pháp. Cho nên mình sẽ đi đến đó. Nếu các bạn thích thì theo chân mình để xem hoa anh đào nở như thế nào nhé. Ở nhà mình cũng có, nhưng mà nhà mình chỉ có một cây thôi. Còn ở cái khu vực mà mình sẽ đi tới nó sẽ có nhiều hơn nữa. Và mình cùng đi xem như thế nào nhé. Nào, chúng ta cùng đi nào. Mình đã đến nơi các bạn ơi. Ở đây cũng vẫn còn vắng vẻ vì dịch, cho nên là mọi người chỉ được đi 10 cây số xung quanh nhà của mình thôi. Bây giờ mình đã đến nơi này cũng hơi vắng. Chỉ có một mình ở đây, cho nên tháo khẩu trang ra một chút xíu để chụp hình, để ghi lại một khoảnh khắc thật là tuyệt vời khi mà đứng dưới tán hoa anh đào, thật là đẹp. Hoa anh đào ở đây còn được gọi là hoa cerise. Hoa anh đào có nhiều màu sắc khác nhau. Ở đây thì có màu hồng đậm, hồng phấn và màu trắng. Thì thông thường mình để ý những cái cây hoa anh đào mà hoa có hoa màu trắng đó thì sau này nó sẽ có trái. Còn một số cây nha sẽ có trái, còn những cây màu hồng hoặc màu hồng phấn thì nó chỉ cho hoa thôi, cho hoa và cho lá chứ không có trái. Mình tranh thủ đi ngắm hoa vào lúc này, tại vì lúc này là hoa ra rất là nhiều và rất là đẹp. Hoa chỉ nở được trong vòng 2 tuần thôi, sau đó là hoa sẽ tàn và tiếc lắm. Vì cái thời gian hoa quá đẹp mà tàn quá nhanh. Khu vực này có nhiều hoa anh đào, nhiều thiệt là nhiều, nhìn rất là mê. Và có một làn hoa màu trắng và một làn đường hoa màu hồng phấn và hoa màu hồng đỏ, hồng đậm. Rất là tuyệt vời. Nếu mà ở bên ngoài thì nó còn đẹp và hấp dẫn hơn ở trên video nữa. Khi hoa sắp tàn thì những cánh hoa rơi, nó đẹp như là tuyết rơi vậy đó, rất là tuyệt vời. Có những cánh hoa nở thành từng cụm với nhau, to thiệt là to như một quả tú cầu vậy, đẹp quá đẹp. Những cây hoa nở từng cụm rất là to, khủng khiếp luôn, nhìn rất là tuyệt vời, không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào. Thường thì người Nhật người ta rất là mê cái hoa này và người ta rất là tự hào về cái hoa này. Người ta dùng cái biểu tượng của cái hoa anh đào này nè, người ta in trên một cái đồng xu 100 yên. Các bạn thấy đó, hoa mọc từng chùm, rất là đẹp. Thông thường thì vào đầu tháng 4 ở Pháp những loại hoa này đã nở, nhưng năm nay thời tiết hơi thay đổi một chút xíu, cho nên là lúc này trời vẫn còn hơi lạnh, cho nên những cái cánh hoa anh đào này lúc này nó mới bắt đầu nở. Đi dạo dưới tán hoa anh đào như thế này với không khí se se lạnh, ôi nó tuyệt vời làm sao. Các bạn có thể tha hồ chụp hình để làm kỷ niệm. Những hoa anh đào có màu hồng hoặc là màu hồng phấn như thế này, hoa đến từ nước Nhật, vì người ở đây người ta luôn gọi là hoa anh đào của Nhật. Còn những loại có hoa màu trắng để cho trái thì gọi là cerise của châu Âu. Ở trước nhà mình cũng có một cây, nhưng mà một cây thôi thì nhìn không có đã mắt bằng cái khu vực này. Khu vực này là người ta trồng rất là nhiều. Hoa anh đào là thuộc họ hàng của hoa hồng. Thời gian nở là từ một tuần rưỡi cho tới 2 tuần là hoa tàn. Ở Nhật thì người ta phân tích ra có khoảng 600 loại hoa anh đào khác nhau. Có loại hoa cánh ít, cánh nhiều và màu sắc khác nhau, người ta phân chia ra như vậy đó. Cây hoa anh đào nhìn to và cổ thụ như thế, nhưng cũng rất là
dễ bị hư cái thân cây. Nếu mà mình làm trầy xước cái thân cây thì cái chỗ đó nó sẽ mục dần dần và cây sẽ chết. Theo mình biết thì tuổi thọ của cây anh hoa anh đào cũng rất là lâu. Ở Nhật nó có một cây hoa anh đào cổ thụ lên đến 2.000 tuổi ở chùa Jisu. Cánh hoa anh đào thì tuyệt vời như thế này, nhưng không những là cho hoa để mình thưởng thức ngắm hoa đẹp, mà cánh hoa anh đào chúng ta còn có thể làm những cái việc khác được. Chúng ta có thể làm thức ăn, hoặc là làm trà, hoặc là làm ra những cái loại mỹ phẩm mà dưỡng da cho những người phụ nữ. Hoa anh đào là biểu tượng cho sự mong manh, duyên dáng và vẻ đẹp ngắn ngủi. Cho nên người Nhật người ta hay giữ lại hoa anh đào bằng cách là ngâm hoa anh đào với muối và giấm và sau đó sấy cho khô và làm trà để được dùng quanh năm. Trà hoa anh đào thì có nhiều tác dụng lắm, cũng như giảm căng thẳng nè, chống mất ngủ, tăng cường hormone, điều hòa kinh nguyệt, giảm nỗi mụn khi có kinh, phòng ngừa bệnh tiểu đường hoặc là tốt cho hệ tiêu hóa, chống viêm và ổn định cholesterol xấu trong máu. Còn một số món ăn được chế biến từ cánh hoa anh đào và lá hoa anh đào, người ta có thể làm thành những cái bánh gọi là bánh mochi ở bên Nhật, có nhiều màu sắc khác nhau và hương thơm thật là quyến rũ. Và cánh hoa anh đào còn có thể làm những cái loại kem để dưỡng da, hoặc là dùng để trang điểm, hoặc là làm kem chống nắng, rất là có hiệu quả. Và còn là chất chống oxy hóa để loại bỏ các tế bào chết trong cơ thể. Mặt khác, công dụng của hoa anh đào là ức chế hình thành melanin trên da, làm mờ các vết nám, vết tàn nhang và còn có tác dụng làm trắng da, giúp chị em của mình có một làn da thật là trắng hồng và mịn. Người Nhật còn chế biến những cánh hoa anh đào sấy khô và làm thành bột bột hoa anh đào để sử dụng cho những món ăn hoặc là mỹ phẩm, cho các loại kem dưỡng da và chống nắng. Uống trà anh đào có thể làm giảm cân. Mỗi một ngày mình uống 3 lần, sáng, trưa và tối khi bụng còn đang đói. Với cánh hoa anh đào tươi thì mình hãm trong nước sôi 90 độ và để vài phút để các chất ở trong cánh hoa anh đào tan ra trong nước, rồi mình có thể dùng cái nước trà đó và nhâm nhi ăn với một miếng bánh biscuit gì đó, thật là tuyệt vời. Với các thành phần trong hoa làm cho mình giảm căng thẳng và chống mất ngủ, hai cái điều này rất quan trọng cho sức khỏe, vì giảm căng thẳng và chống mất ngủ là cũng làm cho mình không có bị tăng cân. Và giúp cho những người phụ nữ ở thời kỳ tiền mãn kinh sẽ bớt căng thẳng và chống stress. Nói chung, uống trà hoa anh đào thật là tao nhã, lý thú và sẽ làm tăng năng lượng và trẻ trung cho những người phụ nữ chúng mình. Nói chung, hoa anh đào là rất tuyệt vời cho thiên nhiên, cho sức khỏe của con người và cho những người phụ nữ có làn da đẹp. Một mặt, hoa anh đào rất là tiện ích, nhưng mặt khác thì cũng có cái bất tiện là cánh hoa anh đào có mật ở trong, có phấn hoa trong đó, cho nên vào những cái mùa này, những ai mà bị dị ứng với phấn hoa thì cũng nên cẩn thận, vì phấn hoa sẽ làm cho con mắt của mình sưng lên hoặc là mở không lên, chảy mũi và có thể bị ngứa ở mũi. Đây là những điều mà Linh biết được một chút về loại hoa anh đào. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ đăng ký và chia sẻ cho bạn bè mình cùng biết để thưởng thức những cái hoa như thế nào.
Vì theo mình biết, bây giờ ở Việt Nam cũng có rất nhiều hoa anh đào người ta ướp sẵn ở trong muối và giấm và sấy khô và bán rất nhiều ở trên thị trường của Việt Nam mình. Và các loại kem của nước Nhật cũng tràn ngập ở nước Việt Nam mình rất nhiều. Chị em mình cứ tìm và sử dụng xem như thế nào nhé. Mình có thấy một cô người Việt ở Nhật tên là Quỳnh Trần GB. Cô đó làm một cái món lẩu gọi là lẩu hoa anh đào hoặc là lẩu hoa sakura. Nhìn rất là hấp dẫn. Cuộc sống thì có những tất bật lo toan và phải chạy theo thời gian, rất là mệt mỏi và căng thẳng. Chị em mình nên thư giãn một chút xíu, ngắm hoa và chiêm ngưỡng hoa đẹp như thế nào và thưởng thức một ly trà hoa anh đào để giảm bớt căng thẳng và giảm stress khi công việc ngập đầu. Chúc chị em mình có một ngày thật là tốt đẹp với một ly trà hoa anh đào nhé. Đối với người Việt ở Việt Nam thì hoa anh đào chắc là một cái loại xa xỉ gì đó, tại vì ở miền Nam nước Việt Nam thì không có hoa anh đào như thế này. Nhưng miền Bắc thì có thể, nhưng chị em mình khi ở châu Âu thì sẽ khác. Vào mùa này mình có thể giữ đông đá những cánh hoa anh đào như thế này để mình làm trà uống hàng ngày để thư giãn và rất tốt cho sức khỏe. Đây là những cánh hoa anh đào màu trắng, nhìn thật là bắt mắt. Màu trắng thì lên video không có đẹp bằng như là hoa anh đào màu hồng, nhưng khi các bạn ở bên ngoài nhìn màu trắng cũng thật là tuyệt vời, đẹp lắm. Bây giờ mình để cho các bạn ngắm hoa anh đào ở phía bắc của nước Pháp nhé. Thời gian trôi đi rất nhanh và không chờ đợi ai cả. Mình muốn ghi lại những khoảnh khắc tốt đẹp, những khoảnh khắc
tuyệt vời như thế này để gửi đến các bạn và cô chú anh chị em của mình cùng xem, cùng ngắm hoa để nó đẹp như thế nào. Tại vì thời gian hoa tàn chỉ trong vài tuần thôi. Mình cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy thích thì cứ gửi tin nhắn hoặc là có những bình luận gì đó cho mình nhé. Cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại lần sau. Xin chào.